Xin chào quý vị khán giả, tôi đang đến với nhanh được trực tiếp tại sân vận động Phú Nhuận của Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi trận cầu khai xuân của cao thủ Bình Đào FC và đội bóng FC Đua Xe. Trong trận cầu ngày hôm nay thì FC Bình Đào sẽ thi đấu với trang phục áo trắng và quần xanh. Tiền vệ đại họ Trần Sứ Quốc Thành ở bên phía cánh phải. Trong khi đó thì FC Đua Xe sẽ thi đấu với trang phục sắc vàng và họ sẽ Trần Sứ Quốc Thành ở bên phía cánh trái. Trước màn nhỏ quý vị các bạn. Như vậy là Bình Đào sẽ là những người thực hiện tổ chức sao bóng đầu tiên cho trận cầu này. Sau một kỳ nghỉ dài và các đội bóng cũng đã trở lại, các cầu thủ họ sẽ có một trong những trận đấu đầu tiên. Hãy xem là họ trở lại như thế nào. Trận cầu sân đấu 11 người của hai đội bóng cũng đã được bắt đầu. Khổng lối Việt Vĩ, thủ thành của Bình Đào đã băng ra. Nhưng rất may cho anh là trung vệ số 21 cũng đã hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Người vừa rồi đã hỗ trợ là Thư Kỳ. Thư Kỳ đã có một pha bóng lót khá hay khi mà thủ thành số 1 Thanh Giang đã bị đánh bại trong động tác qua người của Hiếu Hoàng. Rất tự tin. Cơ hội đấy. Tuy nhiên trọng tài biên một lần nữa phất cờ Việt Vĩ. Không lỗi Việt Vĩ. Đó là Hoàng Sơn. Khá nhiều những khoảng trống. Và bàn thắng mở tỷ số dành cho cao thủ FC Đua Xe. Lần này thì Hiếu Hoàng đã hoàn hảo trong cơ hội của mình. Tỷ số được mở là 1-0. Các cầu thủ FC Đua Xe họ đã dồn ép đối phương và cần hơn 10 phút. Ở phút thứ 11 thì họ đã có pha làm bàn. Hiếu Hoàng sút xa nữa. Lần này thì Thanh Sang đã đổ người chính xác. Hiếu Hoàng dứt điểm này của tiền vệ trung tâm Thanh Tươi. Lấy được bóng rồi và dứt điểm ngay. Tỷ số là 2-0 dành cho cao thủ FC Đua Xe. Cú đúp dành cho cầu thủ 3 áo số 17 Hiếu Hoàng. Một pha bóng mà hậu trung vệ số 21 Trương Kỳ đã tỉ đè, nhưng anh đã để cho Hiếu Hoàng vượt qua. Và rõ ràng là thủ thành Thanh Sang cũng bó tay. Sự khởi đầu rất thuận lợi và cô cho cao thủ Bình Đào chuyền hay. Tỷ số ngay tức khắc được rút ngắn còn 1-2 cho cao thủ FC Bình Đào. Và không ai khác chính là cầu thủ màu số 10, người mới góp mặt, Tuấn Anh. Tuấn Anh đã đón nhận được pha kiến tạo đầy thuận lợi của Sơn Dẻo từ bên cánh phải. Tỷ số sút ngắn còn 1-2. Cần gần 30 phút thì cao thủ Bình Đào tìm vấn đề bắt lỗi quý vị của công việc. Bóng vẫn còn, kịp không? Đó là Tuấn Anh. Tốc độ dành cho số 10 Tuấn Anh. Càng ngang rồi. Hai đều dành cho Bình Đạo. Lần này thì màn đáp lễ của Tuấn Anh dành cho Sơn Dẻo. Một tình huống tưởng chừng như không gì cả. Hậu vệ của cao thủ FC Đua Xe đã để bóng trôi qua. Nhưng Tuấn Anh đã quá tốc độ và băng xuống kịp để giữ bóng trong chân. Và rồi chuyền càng ngang. Phần còn lại của Sơn Dẻo thì kết quả đã quá rõ ràng.
Tỷ số được cân bằng là 2 đều. Dù cả hai cầu thủ đều đá ở tấn công ở hai phía cánh đối diện, nhưng mối liên kết là rất rõ ràng cho cái hay. Tuấn Anh, bóng vượt sang ngang. Người vừa thực hiện đường chuyền vượt. Phạm Công chuyển đi. Rất đáng tiếc. Nếu như vừa rồi Phạm Công có đường chuyền tốt hơn thì chắc chắn cao thủ FCLC đã có được pha làm bàn, khi mà đó là một tình huống tấn công quá thuận lợi và đồng đội cũng đã đứng chờ sẵn. Rất nhiều những giải pháp có thể căng ngang, có thể trả bóng lại cho Lê Cao. Lại lên bóng nữa. Và bây giờ là Hoàng Sơn có cơ hội dành cho cao thủ áo vàng nguy hiểm. Bóng vừa leo sang ngang. Một trong những cùi ngon ăn mà cao thủ của FCLC vừa mang đến. Bóng khé chạm vào mép trên sang ngang. Hoàng Dũng rất tốt. Lê bóng dành cho cao thủ Minh Đạo, người đang băng xuống là Quốc Việt. Đẩy bóng hơi sâu và Quốc Việt cũng đã đưa bóng trên khung thành. Chính tình huống đẩy bóng hơi dài khiến cho Quốc Việt bị truy cản bởi thủ môn đối phương. Và anh đã không có một tư thế thuận lợi để dứt điểm. Tuy đó cũng là một pha bóng thoát tim. Không có tiếng còi và trận đấu vẫn tiếp tục. Vẫn là đường chuyền hơi nhẹ, nhưng đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận cầu khai xuân giữa FCLC và Minh Đạo. Tỷ số chung cuộc mà đội bóng có được trong trận đấu này là 2 đều. Và đó cũng là kết quả vui cho cả đội, cho trận cầu khai xuân. Và chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ở đây trước khi trở lại với những trận đấu tiếp theo trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.